Mình phải mình đây để... Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Thì bữa hôm nay mình lại ở nhà tiếp tục các bạn. Bữa hôm nay là ngày thứ mấy mình ở nhà ta? Mình quên rồi. Ở nhà hoài ghiếc quên ngày quên tháng các bạn. Tại vì bây giờ thức dậy là ở nhà ăn xong rồi ngủ không coi phim. Bây giờ đi ra đường thì chợ nó vắng các bạn. Các bạn biết không, bây giờ chợ Buôn Mạc nó cho chỉ có 500 người vô thôi. Còn mấy chợ khác á, nó cho chỉ có 20 người vô thôi. Còn mấy mấy cái nhà hàng á, họ đóng cửa, họ không cho vô luôn. Các bạn biết không, họ chỉ cho mình đặt hàng rồi họ đem ngay cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn biết không, mình đi nhà hàng á là mình muốn vô trong mình ăn đồ của họ nấu, mà bây giờ họ nấu xong họ họ bưng ra cho mình rồi mình đem về nhà mình ăn thì nó nguội hết rồi, nó hết ngon rồi nhưng mà chẳng có người mua các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ở nhà mình tự nấu cho nên khỏi đi nhà hàng luôn. Bây giờ mấy mấy nhà hàng là gì các bạn, họ 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 không cho các bạn vô ngồi, họ bắt các bạn đứng ở ngoài sân á, muốn ăn gì phải không gọi điện thoại vô, họ họ làm cho bạn xong rồi đợi 30 phút xong họ đem ra rồi chạy về nhà ăn. Như vậy thì đồ ăn nguội hết trơn rồi, nó nở tè le hộp le. Bữa hôm nay mình sẽ làm bánh tằm bì. Bây giờ mình có bánh tằm bì khô ở đây, vậy lát nữa mình sẽ trụng bánh tằm bì. Mình có hai bịch như vậy. Thì mình một bịch, bây giờ mình bịch hai đứa ăn để khỏi quên lộn. Bánh tằm bì siêu mại giờ. Bánh tằm bì siêu mại bây giờ đây. Nem nướng luôn. Bây giờ ở đây thì mình đã có xay giò sống, củ sắn và cà chua. Rồi chứ cà chua bự quá các bạn. Cà chua này mình đã dành để mình làm xíu mại nhé. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn biết xíu mại là gì. Có nhiều người họ không biết xíu mại là gì các bạn. Cho nên bữa hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nhà anh lấy cái món bự anh quét cho em đi. Quét càng lâu thì cho nó bộ để nó dài chứ. Ok. Món bự hơn đi chứ. Có lưng á. Bỏ cái bếp này. Bây giờ thì trong khi vợ mình nó bào thì mình sẽ quết cái này đi các bạn. Hãy lấy cái máy kia lên cho nó quết đi. Các bạn đợi mình xíu nha. Stop recording. Stop recording. Ok các bạn ơi, hồi bữa Noel mới mua cái máy đánh trứng mà không gài lo dọn dẹp nhà cho nên không nhớ. Bữa hôm nay lấy ra xài. Đây là cái máy đánh bánh bông lan các bạn. Cái máy này á nó hay một cái là nó có rất là nhiều màu. Thì mỗi một người họ thích màu nào thì họ sẽ chọn cái màu đó. Và cái máy này nó làm được rất là nhiều thứ để mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Các bạn gắn cái đầu ở đây á thì nó sẽ xay thịt. Các bạn gắn cái đầu dưới đây á thì nó sẽ đánh trứng. Nói chung là có rất là nhiều công dụng.
Để mình khui nó ra cái đó. Ở đây họ cho mình cái nắp. Bây giờ để mình lấy cái máy ra đây. Đây rồi các bạn ơi. Thì thường thường mình mua mấy cái máy này á, mình sẽ giữ lại cái thùng để mà nó có hư thì mình cũng trả. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ để coi mình coi cái máy này nó xài làm sao đây. Thì kim điện. Mở cái máy lên. Ở trong đây nó có cho mình một cái tờ giấy để mà mình đi điền bảo hành. Ok. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết cái máy này thì mình sẽ chỉ các bạn ha. Các bạn gắn cái đầu vô đây á, nó có thể cắt sợi mì sợi ra, hay là các bạn có thể bào dưa leo, hay là các bạn có thể gắn cái, nói chung là nó có nhiều công dụng lắm, các bạn thấy không, quá trời công dụng luôn. Nó cắt mì nè, cắt này, nó có rất là nhiều màu. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ok, thì bây giờ cái chỗ này á, là mình để mình gắn mấy cái máy kia vô. Mà bây giờ mình chưa có máy nào hết cho nên mình tạm thời để đi đi. Còn bây giờ thì mình xài cái đầu này, ok. Ok. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái tô này cái đã. Cái tô này đẹp quá. Cái này các bạn mua ở vào cái dịp mà mình đã làm cái dịp lễ á thì nó sẽ rẻ hơn nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ ok, bây giờ mình sẽ thử cái đầu này coi mình đi rửa cái đã. Rồi các bạn ơi, thì ở đây nó cho mình ba cái đầu để mình quét, cho nên mình sẽ quét bằng cái đầu hũ, cái đầu này phải không? Ừ. Cái đầu này đi, tại cái đầu này để dành đánh bông lan các bạn nhé. Ok. Rồi. Sau khi mà mình làm xong rồi thì mình sẽ bỏ thịt xay vô đây. Nhưng mà trước khi mình bỏ thịt xay vô thì mình là sẽ thử nó cái đã, bỏ vô phải không? Ừ. Bỏ thịt xay vô nghe các bạn. Thì thay vì mình đứng đây mình xay bằng tay nó cứ rất là tốn sức của mình các bạn. Mình không gầy, hơi mất sức. Cho nên mình sẽ bỏ vô đây.
thời buổi của công nghệ mà. Thì mấy cái máy này các bạn mua vào cái dịp lễ á, nó sẽ rất là rẻ. Nó sẽ bán cho các bạn nguyên một bộ luôn, và nó giảm giá này giảm giá nọ nữa, cho nên rất là tốt các bạn nhé. Ok. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái máy này xuống và mình sẽ ghim điện. Trời ơi, tụi nó khóa lại luôn các bạn ơi, tụi nó không cho mình xài. Ok. Đẩy này lại đã. Ok. Xong xuôi. Nào vậy. Wow, các bạn thấy nó đánh. Các bạn ơi, các bạn nhìn nè, nó đánh đã lắm các bạn. Bây giờ mình cho lên xíu nó đi. Đó. Mình nó đánh gì à? mình khỏi đánh các bạn. Trời ơi, tốn công mình không? Đánh đi con. Ở đây nó có cái nắp này để cho mình bỏ vô các bạn ha. Đó. Rồi để đây cho nó đánh 10 phút đi. Có cái máy này tiện mà nãy mình đứng đánh mỏi tay lắm bạn. Công nhận thời buổi công nghệ tiên tiến có máy là sướng ghê á, tăng hết nấc luôn. Rồi lát nữa chả này ra ăn dai đó các bạn ơi. Rồi em ơi. Ok. Ok các bạn ơi, lâu lâu thì mình sẽ dở nó lên, mình múc mấy cái ở ngoài xuống. Mày mua cái máy này mà để ở trong nhà kho không có lấy ra xài các bạn, mình xài tay không à, đánh thấy màu luôn. Ok các bạn ơi, thì ở đây mình có một cái miếng bánh mì, bây giờ mình sẽ bóp nó vô cái này nhé. Bánh mì sandwich. À, cho cái vụn bánh mì nó rớt cái đây. Gài xong xuôi. Gài nè. Gài cho nó quấn đi. Tiếp tục các bạn ơi, lần này mình phải đẩy cái nắp lại.
Ok các bạn ơi, mình nghĩ như vậy là đủ rồi các bạn ơi. Tại vì thường thường á, thường thường mà mình quýnh quýnh tay á thì nó hơi lâu, chứ mình quýnh máy á nó lẹ đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra các bạn nhé. Ok, như vậy đã có một cái nồi rồi. Bây giờ mình sẽ dò riêng. Bạn yên tâm, mình đã rửa tay rồi, cho nên không sợ nữa. Rồi. Bây giờ viên để đây không? Ừ. Ok các bạn ơi, coi như là cái này mình đã đánh nó đều rồi, cho nên mình cũng không sợ nữa ha. Bây giờ mình sẽ dò viên cho nó thiệt là tròn. Mình dò viên nhỏ nhỏ vừa ăn thôi nhé. Đó. Đừng vừa quá. Đẹp chưa? Giống giống như mình đang chơi trò nấu chè trôi nước gì đó, nhưng mà mình đang làm xíu mại. Cũng may nhờ có cái dịp lễ hay là dịp dịch này, cho nên mình mới có thời gian ở nhà mình nấu ăn các bạn biết không. Chứ sau này đi làm lại á, bận rộn đi làm lo kiếm tiền, không có thời gian để nấu ăn các bạn, không có thời gian để enjoy không. Hồi xưa ở bên Việt Nam có cái quán Ngầu Ký ở đường Bình Tiên đó các bạn. Thì ở ở cái quán Ngầu Ký đó có cái ông chủ, chiều nào ổng cũng lấy cái tấm thớt ra, xong ổng đứng đâm bầm ông bầm ông bầm xong rồi cái ổng mới dò viên gì nè, ổng bán là xíu mại, một chén hai viên như vậy là tầm 10.000 các bạn. Chén gì tầm 10.000 à. Nhưng mà cái cách của họ nấu đó, cái nước sốt đó, cái nước sốt nó rất là ngon các bạn. Sẽ thì sáng sớm đó, nếu mà mình thích ăn xíu mại ở quán Ngầu Ký đó, ở đường Bình Tiên á, thì mình sẽ đi xuống đó mình ăn ăn xíu mại, không phải ăn hủ tiếu mì xíu mại. Hồi chiều chiều nào mình cũng đứng đó mình coi ông đó, ông dò giếng bạn, nhưng mà người 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 qua đó các bạn, cái là biết không, người qua á, khi mà họ trộn gia vị đó thì họ khi mà họ trộn gia vị đó các bạn biết không, thì họ họ đem vô trong họ họ trộn, nhưng mà khi mà họ họ dò giếng á thì họ đem ra quầy giữa giữa nhà họ ngồi họ trộn. Thì ở trong á, ở trong á các bạn biết không, rất là nóng, cho nên nhưng mà cái lúc mà họ họ do duyên gì đó thì họ đem vô họ 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 đem vô trong phòng, tại vì họ sợ người người ta thấy cái cách mà họ làm đó. Mặc dù đây không phải là công thức gia truyền, nhưng mà giống như là mất công người ta cạnh tranh. Ok. Thì bây giờ quán Ngầu Ký đã không còn nữa rồi, tại vì cũng đã lâu lắm rồi các bạn ơi, bây giờ là người ta không có kinh doanh nữa. Cho nên bây giờ các bạn không có dịp để ăn xíu mại do ông Ngầu Ký làm. Xong với cái mình ăn với mì. Ok, bây giờ mình đã có hai dĩa rồi, giờ mình sẽ bỏ vô hấp nó các bạn nhé. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Yeah, nữa.
Không đủ vậy hả? Không. Ok. Nè, thêm vài cục cho cái mâm này đi rồi em kiếm thêm cái dĩa cho. Trời làm mưa cho ước áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ, tình yêu đó phôi pha vỡ sương gió, những đêm mưa tính nhỏ gợi nhớ tuổi học trò, tâm tình thương hay ngó chương tản về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chân lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa nghe chi, cùng đường đón nhau về, anh đôi những tình che. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối. Nó xong cái anh đi ăn đồ ăn, mình đi ăn cơm. Và xong đây có đi hấp. Hấp xong cái nấu sốt. Ở chỗ bạn ăn liền hả? Không, ăn tiền không kịp. Cái thằng dậy sáng mai sáng, là ăn ngày mai ăn trưa. Ở là ăn chiều. Trưa ngày mai đi ăn mấy đồ ăn khô, như thịt. Rồi tôi làm cộng cái gì ăn. Ok. Okay.
xong xuôi rồi, đem nó hấp. Ok các bạn ơi, như vậy thì sau khi mình hấp xíu mại xong rồi, bây giờ thì bên đây là mình đã có một cái nước sốt gà. Nước sốt này mình sẽ bỏ vô xíu mại các bạn nhé. Còn đây là bì. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn bánh tằm bì. Wow, mới đây hấp xíu mại xong rồi các bạn ơi. Dạ, hấp mình dẫn quá. Xong, mình đổ nó vô, nó thấm nha. Bây giờ mình sẽ bỏ nước sốt tương kè vào đây. Đó, nó sôi sùng sụt luôn. Cho nó nhìn ra tí xíu xong rồi bỏ nó vô cho nó thấm gia vị. Thế mình đem nếm lại tí xíu nữa là có ăn rồi. Ngày mai cần cũng bì nấu nước cốt dừa rồi sắc kia leo rồi nọ là ăn. Ngày nay chuẩn bị rau. Ok các bạn ơi, như vậy là bữa sáng mình đã thức dậy rồi, thì hôm qua mình đã nấu bánh tằm, bữa hôm nay mình sẽ chuẩn bị ăn các bạn nhé. Thẩm gài các bạn không có thấy buổi sáng mình ở nhà làm cái gì. Thì bây giờ người ta hạn chế cho mình ra đường, cho nên buổi sáng mình thức dậy mình cũng không có đi ra đường nữa. Bây giờ đi ra đường thì đi đâu nó cũng đóng cửa hết rồi, nó bắt xếp hàng đó các bạn. Cho nên ở nhà mình chỉ được đi ra đường khi mà mình cần mua đồ ăn thôi. Thì bữa hôm nay là ngày 13 rồi các bạn ơi, có nghĩa là còn 12 ngày nữa là mình sẽ được cái lệnh cấm túc nó sẽ được hủy bỏ nhá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn bánh tằm bì. Thì ở đây mình đã có bì và rau, dưa leo. Mình đang nướng nem nướng. Bây giờ mình sẽ trộn một tô bánh tằm bì. Nồi xíu mại thì lại đang luộc tằm bì kìa. Bên đây thì xíu mại mình chuẩn bị rồi. Bây giờ chuẩn bị ăn sáng cùng nhân lì, ăn bánh tằm bì. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã bỏ giá bên một bên nè. Đây là bánh tằm nè ha. Bây giờ thì mình ăn cái gì mình sẽ bỏ cái đó nha. Bây giờ mình bánh tằm là phải có bì, cho nên người ta gọi là bánh tằm bì. Nếu mà bánh tằm không có bì người ta gọi là bánh tằm bậy các bạn nhé. Bây giờ mình bỏ ở giữa đi, mình bỏ bì ở giữa để cho các bạn thấy cái nguyên liệu là cái gì. Xong rồi mình bỏ chả vô đây. À, mình bỏ chả ở giữa luôn. Dưa leo. Ăn mấy cái này là phải có dưa leo các bạn nhé. Để mình bỏ dưa leo xung quanh đi để cho các bạn thấy cái mấy cái này là gì. Rau thì mình bỏ bên này đó. Giá bánh tằm bì rồi. Nem nướng các bạn ơi, mình ăn 2 viên thôi. Rồi lại múc xíu mại kìa. Ok. Rồi bây giờ thì công đoạn tiếp theo đó chính là mình sẽ múc xíu mại mình bỏ vô các bạn nhé. À. Ok, như vậy thì một tô bánh tằm bì của mình nó đã có nem nướng, xíu mại, chả rồi. Bây giờ mình bỏ nước mắm vô lạng thôi các bạn ơi. Hấp dẫn quá. À, và mình không thể nào thiếu được đó chính là đậu phộng. Đậu phộng này mình đã đâm rồi cho nên mình không cần phải đâm nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ đậu phộng lên đây. Ăn cái này phải có đậu phộng mới thơm các bạn nhé. Cho miếng hành phi vô. Đó, cho một miếng hành phi vô đây. Còn chờ đợi gì nữa mà không ăn. Thì đây là bữa ăn sáng của mình. Thì bây giờ mình ăn xong rồi mình đi coi phim chứ làm như bây giờ các bạn ở nhà không à, không có gì làm hết trơn á. Bây giờ ăn xong rồi ngủ, không ngủ xong rồi là ăn tiếp. Nhưng mà mình phải thưởng thức cái tô bánh tằm bì này để coi để bỏ nước mắm vô đây cái đã. Theo đó chính là mình bỏ nước mắm vô. Mới pha hũ nước mắm. Ok. Mình sẽ rưới nước mắm qua một bên. Nước mắm này mình pha theo cái khẩu vị của mình các bạn nhé. Cho nên sẽ không có cái loại nước mắm nào mà giống nước mắm nào cả. Có người thì họ thích ăn nước mắm mặn, có người thì họ thích ăn nước mắm là ngọt. Em biết anh không thích giúp cá cho nên để giúp cá này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nước cốt dừa vô đây các bạn nhé. Ok. Thì như vậy là tô một tô bánh tằm bì của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lên để mình thưởng thức nhé. Hẹn gặp các bạn.
Ok các bạn ơi, thì hồi tối á, tối thì mình sẽ uống rượu, nhưng mà sáng thì mình sẽ không uống rượu mà mình sẽ uống cà phê các bạn nhé. À, một bữa sáng là phải có một ly cà phê. Quá đã. Bây giờ mình phải thưởng thức cái bánh tằm mì của mình mới vừa chế biến xong. Bây giờ mình để mình trộn nó lên đi. Trong này nó có rau, có giá, có dưa leo nè, có chả nè, nem nướng nữa. Bây giờ để mình ăn thử cục nem nướng đi. Nem nướng này thì họ làm sẵn, mình chỉ đem về mình nướng thôi. Giòn khấu luôn. Cái cọng bánh tằm mì nữa nó rất là ngon các bạn, nó vừa dẻo mà nó vừa dai nữa. Mặc dù đây là bánh tằm mì khô, nó không phải là bánh tằm mì tươi, nhưng mà ăn rất là ngon. Đây mình ăn thử cái cục xíu mại này, nó có ngon bằng có cái cục xíu mại của tiệm Ngầu Ký ở đường Bình Tiên bán không các bạn? Quá ngon. Dừa nó giống như là một chín một mười á. Ok, như vậy thì cái tô bánh tằm mì của mình đã rất là ngon các bạn ơi, Thành công rồi. thành công mỹ mãn đó. Các bạn phải múc một miếng bánh tằm nè, một miếng bì nè, rồi một miếng rau nè, các bạn quấn đây. Wow. Các bạn biết không, cái sợi bánh tằm mì này nó bự á, nó làm mình gợi nhớ tới một món ăn nổi tiếng thế giới của người Ý, đó chính là mì spaghetti. Các bạn biết không, bên 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 nước Ý á, họ có một cái món mì nổi tiếng thế giới, đó chính là mì spaghetti, cũng có nghĩa là mì mì thịt bò viên đó. Thì cái sợi mì spaghetti của người Ý á, nó cũng tròn tròn giống như cái bánh tằm của mình vậy đó. Và cái cách làm của người Ý họ rất là đơn giản, đó chính là họ họ lấy cái mì spaghetti này, họ họ đi trụng cho nó mềm, xong rồi họ bỏ vô cái dĩa, xong rồi họ lấy nước sốt tương kè đó họ xào lên, xong rồi họ đổ lên cái dĩa mì và họ bỏ một tí thịt bằm vậy thôi. Chỉ đơn giản một cái món mì Ý spaghetti vậy thôi mà nó nổi tiếng cả thế giới. Trong khi đó cái món bánh tằm mì của mình ở trong này nó có mì nè, nó có tương kè của xíu mại nè, nó lại có nem nướng nữa, nhưng mà cái món tập bánh tằm mì này nó lại không nổi tiếng thế giới. Đó là một sự rất là đáng buồn các bạn. Cái nếu mà các bạn nào mà có dịp mà đi ăn bánh mì spaghetti của người Ý á, thì các bạn sẽ thấy rất là thấy thất vọng. Tại vì các bạn biết không, mình á, nói thật sự thì mình đã ăn rồi nhưng mà mình không thích. Tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn đi vô nhà hàng người Ý á, các bạn kêu món mì spaghetti á, thì các bạn sẽ thấy nó y chang như là cái cọng bánh tằm của mình vậy đó. Và họ bưng ra một cái dĩa, và trên cái dĩa nó có một chút xíu tương kè, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi mà các bạn ăn lên á, các bạn ăn lên á, nó rất là ngán các bạn. Nhưng mà người Ý á thì họ rất là thích ăn, người Ý họ rất là thích ăn. Nhưng mà cả thế giới này á, khi mà nhắc tới món mì spaghetti á, thì ai ai cũng biết là của người Ý. Nhưng mà cái món bánh tằm mì của mình á, thì nó lại không được nổi tiếng như là mì spaghetti của Ý các bạn. Bởi vì mình phải làm sao mà để cho cái món bánh tằm mì của người Việt Nam của mình nó nổi tiếng thế giới các bạn? Làm sao? Không biết. Các bạn thấy hay không? Cũng giống như á. Cũng giống như á. Ngon quá. Một dĩa mì spaghetti ở ở bên Mỹ nó bán á, khi mà các bạn vô nhà hàng 5 sao á, thì họ sẽ lấy cái dĩa mì đó họ hấp hay là họ luộc, với mình không biết, họ sẽ để ở dưới, xong rồi họ sẽ lấy nước sốt tương kè của nhà hàng đó chế biến, họ sẽ chế lên. Rồi có nhiều nhà hàng á, họ còn bỏ thịt để giống như là thịt tôm, thịt cá trong đây nữa.
Thì một cái dĩa mì spaghetti nó sẽ kéo từ 14 đô la cho tới 29 đô la. Nhưng mà khi mà mình ăn như một đũa mình thấy rất là ngán mà, tại vì các bạn biết người Ý á, họ ăn rất là nhiều bơ sữa. Đúng không? Thì cái gì họ cũng bỏ bơ của sữa vô, nó làm mình ăn rất là ngán. Trong khi đó cái món bánh tằm mì của mình á, mình bỏ nước mắm vô ha, trong nước mắm nè. Nó lại có đậu phộng nè, lại có giá nữa. Rồi lại có nước cốt dừa nữa. Thì mình nói nếu mà đem cái món bánh tằm mì của Việt Nam mình mà đem với so với cái món mì spaghetti của Ý á, thì mình nói thật sự cái món bánh tằm mì nó không thua với cái món spaghetti đâu. Ok, nhưng mà cái món mì spaghetti á, nó lại nổi tiếng cả thế giới, ai cũng biết hết. Đó chính là một cái câu chuyện rất là buồn các Lâu bạn. quá. Lâu mới mang lại hả? Và đó cũng là một cái chiêu trò gọi là kinh doanh, đúng không? Mình phải đánh thức tên tuổi của mình. Mình phải đưa thức ăn ra một tầm thế giới, đúng không? Bởi vì mình nói có nhiều thứ ở bên Việt Nam á rất là nổi tiếng các bạn. Rất là nổi tiếng. Nhưng mà mình không biết cái kinh doanh á, mình không đưa nó ra khỏi giống như là quốc tế được. Hồi xưa người ta chỉ tí phở đấy ha, bây giờ người ta biết được bánh mì vậy đó. Từ từ cái đây mình sẽ nấu ăn Việt Đó. Nam sẽ nổi tiếng khắp thế Các bạn thấy không, cũng giống như cái chai rượu rum này nè. Đó. Cái chai rượu rum này á, nó được sản xuất với lại mía và đường. Nó đơn giản thôi. Nhưng mà cái chai rượu rum này nó lại đi khắp cả thế giới. Trong khi đó cái chai rượu đế của Việt Nam á, nó lại không đi khắp cả thế giới được. Cũng lại là một chiêu trò của kinh doanh quảng cáo và đánh bóng thương hiệu nữa. Các bạn thấy hay không? Đó là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Tạm biệt các bạn. Hy vọng các bạn thích món bánh tằm bì này. Để sau này mình sẽ làm cái món bánh tằm bì này bằng tiếng Anh để cho người người Ý họ họ coi. Mì spaghetti kiểu Việt Nam. Tại vì cái món mì Ý á, họ họ cũng xài cái củ hoàn tròn này. Họ cũng chế tương kè lên, thì bây giờ mình có cái xíu mại đó mình cũng chế lên, nhưng mà bây giờ mình thêm nước cốt dừa nữa. Nói chung là cái món của mình nó đặc biệt hơn, nó nhiều thứ hơn. Bởi vì mình sẽ làm một video clip cho người Mỹ họ coi, để coi cái món mì Ý với lại bánh tằm bì Việt Nam thế nào ngon hơn. Ok các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau.